xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác gần xa. Hôm nay chúng tôi kênh YouTube tôi tiếp tục giới thiệu đến bà con quý anh chị em cô bác một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật, đó là con Kuta GL21. Và đầu tiên chúng tôi đi cái lớp trước cho bà con xem nhé. 614. Đây là một cái mặt hàng là zin 100% từ Nhật mới về luôn, và chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý anh chị bà con cô bác gần xa chúng để chúng ta tiện nghiên cứu và chúng ta tham khảo nhé. Nếu chúng ta có nhu cầu thì chúng ta cứ việc đem về xài. Cái con này là có 21 mã lực, số cơ động cơ có. Đây giờ chúng tôi sẽ mở cho bà con xem. Động cơ có 3 máy. Con này có trợ lực luôn nha bà con, mà nó rất là đẹp luôn, máy xuất sắc luôn á. Đây, toàn bộ là nó mới là coi như là nó khoảng 90% luôn bà con. Đây, tôi quay kỹ bà con xem nhé. Máy móc rồi là bóng lưỡng luôn. Đây là cái cầu trước nhé. Đây là GL21 nhé, tôi vừa mới gỡ bẩn cho bạn xem. Rất là mới luôn, rất là đẹp luôn. Chúng tôi xin lại còn có 21 mã lực loại 2 cầu, số cơ, ta lái trợ lực luôn, động cơ có 3 máy. Bây giờ chúng tôi tạm thời đậy ra nhé. Rồi chúng tôi đi qua phía bên phải của con này, chúng ta thấy là màu sơn riêu nó xuất sắc luôn bà con. Đây. Rồi chút xíu chúng tôi sẽ nổ máy và chúng tôi sẽ chạy cho bà con xem luôn. Máy móc rất là im luôn. Rồi bây giờ chúng tôi tạm thời đậy ra nhé. Chúng tôi cho chạy cho bà con xem. Rồi đây là cái đồng hồ, nó số giờ nó chỉ có hơn 1.000 giờ thôi, nó chỉ có 1037 giờ, tức là 1.000 giờ đó nha bà con. Rồi đây là chúng ta thấy là những bộ điều khiển cái đuôi xế đây. Giờ chúng tôi sẽ nổ máy cho bà con xem nhé. Đây máy đã nổ rồi, rất là êm dịu luôn. Chúng ta hoàn toàn không nghe được một cái tiếng âm thanh nào kỳ lạ luôn, chát tay đó, nó rất là xuất sắc luôn. Mới zin 100% luôn. Rồi đây là cái lớp sau nhé, chúng tôi giới thiệu về cái lớp sau. Lớp sau này thì có cái thông số kỹ thuật là 9.522. Đây 9.522, tức là chúng ta thấy là mâm móc quất. Ở đây là phía sau đây nhé, rất là đẹp luôn. Đây là hai thanh kiếm như cái trục chúng ta thấy. Chúng tôi xin lại đây là Kuta GL21, có 21 mã lực loại 2 cầu, số cơ có tay lái trợ lực luôn, động cơ có 3 máy. Đây chúng tôi bây giờ chúng tôi sẽ chạy cho con xem nhé. Đây có đèn luôn, rất là xuất sắc luôn. Vâng, kênh YouTube tôi Hiếu Đoàn Thanh, tôi Đoàn Thanh Hiếu. Hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý anh chị và con quát một cái nhãn hiệu mà rất nhiều người chúng ta có muốn có nhu cầu sử dụng, đó là con Kuta GL21. Đây là một cái sản phẩm có thể nói là mới về, là mới luôn, số cơ ta lái trợ lực, động cơ có 3 máy, rất xuất sắc. GL21 con này là nguyên zin luôn, chúng tôi chưa có can thiệp bất cứ gì hết. Khi nào mua chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra máy móc rồi nhớ tất cả mọi thứ, phốt cầu gì đó, mọi thứ là chúng ta về chúng ta chuẩn bị sử dụng thôi. Còn hiện tại đây là một cái loại rất là xuất sắc luôn. Đem ra đây màu sơn riêng của nó như thế này, rất là đẹp luôn, chúng ta không thấy có một cái vết chảy xước nào luôn. Rất xuất sắc luôn rồi bà con. Đây chúng tôi được tới cái dòng tour cho bà con xem nhé. Đây rất xuất sắc luôn. Và đây cái ghế ngồi, và đây là những cái bộ điều khiển cho sới nó nâng lên hạ xuống. Và bên kia là bốn số sới 1, 2, 4, và cái sàn để chân rất là sạch sẽ, thoáng mát, khô ráo, rộng rãi. Rồi bây giờ chúng tôi đi qua một vòng nữa trước khi chúng tôi kết thúc nhé. Đây là lớp trước 64, lớp sau 9.5, lớp sau là 9.522. Chúng ta thấy đồ gai ốc quýt là còn nguyên luôn, rất xuất sắc đến cái mức độ như thế. Chúng tôi nhập những cái nhà mà còn nguyên từ Nhật về, chúng tôi tuyệt đối là không có bán những cái mặt hàng mà không phải từ Nhật, tất cả là đều từ Nhật về. Chúng tôi mới giới thiệu đến với quý bà anh chị bà con của bác. Chúng tôi bán một cách chân thật, với tôi giao hàng cho mọi miền của tổ quốc. Không phân biệt dùng miền nào hết, chúng tôi giao tới có nhiều khách không cần đến cửa hàng của chúng tôi.
liên hệ chúng tôi thì chúng tôi quay phim rồi máy móc nổ ok hết rồi lên xe, khách đồng ý chúng tôi mới lên xe và chúng tôi giao hàng đó, một cái rất là thoải mái, giao dịch rất là thoải mái luôn. Xe đèn rồi, xin cảm ơn quý anh chị em và con cô bác nhé. Hôm nay chúng tôi làm một clip ngắn Kuta GL21 này. Vâng, trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị em cô bác vào một clip gần nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các mẫu sản phẩm đến từ Nhật, quá xuất sắc luôn.